Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ ra vườn hái đậu xanh cùng với chị gái mình và làm những món ăn rất ngon từ đậu xanh. Bây giờ thì mời mọi người theo chân mình nha.
Cuối cùng thì hai chị em mình đã hoàn thành xong những món ăn từ đậu xanh. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với hai chị em mình nha. Trong món chè này có vị ngọt thanh đặc trưng với vị béo của các loại đậu cùng với nước cốt dừa, có vị bùi bùi của đậu phụng và mùi thơm của gừng, tất cả đã hòa quyện lại tạo nên một món chè rất là thanh mát và cực kỳ ngon. Còn đối với món bánh đậu xanh chiên giòn này thì có vỏ bánh giòn, có thêm hạt vừng, khi ăn kèm với tương ớt thì đã tạo nên một hương vị rất là riêng cho món ăn. Mời mọi người ăn chè với hai chị em mình nha. Có lẽ bây giờ hai chị em mình phải nói lời chào tạm biệt với tất cả mọi người rồi. Nếu mọi người yêu thích video này của hai chị em mình thì có thể cho mình một like, một share và đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho hai chị em mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.